Hình như tôi không có gì với con nít nha. Để kể cho nghe. À, ở đây chắc là nếu mà mấy bạn nào mà chưa biết thì hồi trước á, Hiếu có một cái đợt là Hiếu có nhuộm tóc đỏ. Tôi nhuộm nguyên một cái đầu đỏ luôn, đẹp lắm má, đối với tôi rất là đẹp, nhưng mấy đứa nít thì không. Mấy đứa con nít nó toàn coi mấy cái bộ ba con quỷ, chuyện cổ tích ba con quỷ, với lại nó coi mấy cái bộ gì đó không à, cho nên là tóc đỏ với nó rất là lạ nha má. Cái bữa hôm đó buổi tối đang đi mua nước ngọt để chuẩn bị về là chim, cái đang chuẩn bị đi đó, cái có nguyên đám gái nha, khoảng tầm là cả 5-6 đứa nó nhảy dây má. Nó đang nhảy dây gì đó thì tôi đi như bình thường, tôi đi từ sau lưng nó, tôi đi lên cái nhỏ đó nó nghe cái nó quay xuống. Nó làm á. Nó la, tôi tưởng có ma không á, tôi tưởng có gì hết trơn á, quay lại là thì ghê quá. Má mà. Mày giỡn mặt tao à. Mày giơ tay mày lên. Giơ tay lên. Mày đừng chọc tao. Nhà này tao cặp luôn á. Giỡn mặt. Tao chưa thấy ai tóc đỏ hay sao. Mà hồi ôi, cái tôi đi chạy trơn luôn á. Nó chạy cho nó mà nó chạy. Chạy sạch hết. Chạy không còn một đứa nào. Chưa bao giờ mà tôi thấy mà cảm giác là giống như là kiểu giống như là mình người đâu rớt xuống vậy. Đó bởi vậy, con nít mà, con nít nó thật lắm mọi người ơi. Có làm sao nó nói vậy chứ nó không có giấu mình gì hết trơn, đồ này cái kiểu á. Trời đất ơi, tôi kể cho nghe nha. Cái ngày rồi tôi không biết ở đây là có ai mà mang cái tư tưởng giống tôi vậy không á, là những cái ngày cuối ngày đó là cho dù là chúng ta có bận bịu chưa như thế nào, cho dù là chúng ta có làm một cái gì đó đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải học bài. Em Hiếu Balen của mọi người cũng mang cái tư tưởng đó đó. Xong cái tôi đi trên net, trời, tôi cầm theo đề cương, tôi cầm theo bút, tôi cầm theo giấy, tôi mua giấy bút mới đồ, tốn thêm 8.000 đồ vô trọng chơi game không. Mấy cái người mà người ta xung quanh người ta nhìn, người ta nói trời ơi, thằng này nó hiếu học chữ ha, con tên gì vậy? Dạ con tên Hiếu. Vậy phải rồi, trời đất ơi, tên Hiếu mà còn ngoài học nữa nè, hiếu học, trời đất ơi. Ông Hà, miếng này ông Hà hả? Không, cái miếng này độn cái miếng tôi nghỉ 8 tiếng đồng hồ rồi má. Không Hà, cái miếng hiếu học á, hiếu gọi học hay hiếu học? Không Hà, ngoài tôi, ngoài xin lỗi, không Hà thì tôi. Hai thì cười không ai thì thôi. Ủa Kiệt có sao không Hiếu ơi? Thấy Kiệt để Hiếu chở nên là hỏi thăm, sợ Kiệt bị gì té xe cái gì, chứ không có nhìn mày chạy xe thấy ghê quá. Ê bà giỡn hoài bà nội. Nghe ủa nghe, mọi người có nghe về cái tiểu sử bà chị gái của tôi, bà chị Thảo tôi chỉ tôi chạy xe chưa? Có nghe chưa? Ngồi xuống để kể cho nghe. Hồi lúc trước á, cái lần đầu tiên mà tôi tập lái xe đó là do bà chị của tôi, bà chị ruột của tôi chỉ với tôi lái xe nha mọi người. Cái là lúc đó chị tôi kêu lên xe, rồi xong cái lên cái ngồi, chị tôi nói nè bây giờ mày muốn dừng lại á bóp hai cái thắng. Trời đất ơi, còn muốn bóp càng sao chị? Bóp càng lúc này bóp à, sao không có càng vậy chị? Tao bóp thử coi. Không có. Khi bà bóp cái hồi này xin nhanh. Ghê vậy đó. Thấy là thấy ghê rồi đó. Mà gặp ba tôi để lại cái chiếc xe đó, là cái chiếc xe mà phải nói là từ cái thời mà ba tôi còn trinh tới giờ. Cái xe nó cũ lắm á. Cái ghi ba tôi ra đó nè, cái nút bấm càng là cái nút này nè, nút này nút xi nhan. Bấm ở đây là được kêu nè. Ủa sao nó không kêu ta? Hết bình rồi. Hết bình rồi à, nhưng mà nhớ nha, bấm cái này á là kêu nè. Nhớ nha. Nhớ nha mà. Nhớ nha. Sau cái đó nói rồi cái chị lên xe. Rồi cái lên. Cái bà kêu á chạy, đó chạy đường ruộng má. Rồi đó chạy trên cái đường mà đường ruộng, nhưng mà lúc đó là đổ bê tông rồi. Đổ bê tông đồ cũng là trám rồi đó nha. Mẹ đó tôi bị cận má. Tôi bị cận chứ đâu có thấy đường đâu. Tôi thấy hai mẹ con nó băng qua đường. Tôi tưởng dịch gà gì đâu không á. Tôi bóp kèn. Nhớ nha. Có gặp gì nguy hiểm bấm cái nút này nè. Nè bấm này nè. Bấm không có kêu. Tôi đụng một cái bấm bà tôi. Mà xui. Đúng mà phải nói rất là xui. Là tại vì á, là đụng hai mẹ con bà đó nha, mà còn đụng trước cửa nhà của bà nữa.
Ví dụ mà mấy bạn chạy xe mấy bạn đụng người khác, mà mấy bạn đụng ở ngã tư hay là chỗ nào xa lạ đó thì không sao hết, mà mấy bạn đụng trước nhà của người ta, gia đình người ta ra, gia đình người ta kiểu hơn là còn nhỏ, là hồi đó còn nhỏ nên là người ta không có quýnh. Đã mình đụng xe vậy rồi thì thôi đi, bà chị tôi xuống bà chị tôi đã láo lắm á, rồi xuống xe chạy ba kia kia, có biết chạy xe không, có biết chạy xe không, hai mẹ con có đi bộ mà chị thở, thôi có biết đi bộ không, có biết đi bộ không, xe này tao bóp kẹt quá trời luôn sao không thèm nghe, bóp kèn quá trời luôn, em tôi nó bóp điềm liệt cái kèn luôn nè, không nghe nhìn dưng, có biết đi bộ không? Nghe là người ta tính quýnh rồi nè, hên là con gái, với lại là còn nhỏ nè, xin lỗi. Rồi lúc đó đụng xong cũng sợ lắm, tại đứa nhỏ nó kiểu như là nó bị sợ, khóc quá trời luôn. Thì mẹ nó kiếm coi là nó có bị thương hay là nó bị đau cái gì không, thì mình cũng lo chết mồ luôn, mà nó không sao hết trơn, thì cũng hên. À, nhắc tới tóc dài thì tôi mới nhớ là hồi nhỏ tóc tôi cũng dài ác lắm, thì kiểu giống như là tiết kiệm tiền mà, cho nên là đâu dám cắt tóc đâu. Mỗi lần mà mẹ tôi cắt là mẹ tôi kêu cái ông đó là đẩy nguyên cái đầu đinh cho tôi luôn, đẩy nguyên cái đầu trọc luôn má đó. Xong cái lần nó để tóc rất là dài nha, có chí, xong cái là mẹ tôi ha không có biết giải quyết sao hết trơn, tại kiểu như là ha, tuy là lần 4 có con rồi nhưng mà chưa có bao giờ gặp phải đứa con nào mà nó ở dơ cỡ này. Tôi có chí tới mức mà tôi cảm giác được cái con chí nó đang bò tới đâu luôn á má. Tôi đang ngồi với mẹ tôi vậy nè, mẹ tôi đang tiếp khách nha, mẹ tôi đang nói chuyện với lại một cái bà nào đó tôi không nhớ. Khi tôi ngồi cho nó, mẹ ơi cái đầu con ngứa quá, ngứa gì mà ngứa chí, mẹ bắt chí cho con đi, đang cho nó chuyện khách bên ra chỗ khác coi. Khi tôi ngồi tôi mò cái tôi bóc xuống con chí luôn. Cái bà khách này có ghê vui khỏe, ghê quá, mua gạo gội và gội cho nó đi. Trời đất ơi, thôi chị về nha, chị ngồi nói chuyện đây rồi. Chí nó lay qua chị nữa. Sau cái mẹ tôi hoang mang quá, cái mẹ tôi kể lại cái câu chuyện này cho bà nội tôi ha. Bà nội tôi là một trong những người mà kinh nghiệm đầy đặn. Bà nội tôi đẻ 8 đứa. Bà nội tôi nói là đừng có nói chí đồ này nhỏ nha ha, cái gì mà khi nó móc cu mà nó còn có nữa mà nói chi mấy cái này, để đó cho bà. Sau cái bà nội tôi chỉ mà, bà nội tôi chỉ là hồi xưa thì có cái dầu gội gì đó, nhưng mà gội rồi nó không có hết. Xong cái bà nội tôi chỉ là giờ con chạy ra ngoài quán, con mua một cái trái sầu riêng, xong cái con về con lột, con bỏ cái vỏ nó ra, cái con lấy cơm của sầu riêng á, con bỏ vô ly, con bỏ thêm miếng đường với lại con bỏ miếng đá vô, con ăn ngon rồi chứ không có hết chí. Giỡn cái mắt. Bà nội kêu là mày chạy ra ngoài quán, mày mua liền cho tao một lít rượu, một xì rượu nha, mua một cái xì rượu, rồi về mày lấy cái khăn, cái mày đổ rượu vô. Cảm ơn bạn nào vừa mới làm hội viên của Hiếu nha. Cái mày đổ rượu vô trong cái khăn mày á, mày để vô trong đó, cái mày quấn cái đầu nó lại, cái mày chế rượu vô nữa ha. Nội mẹ tôi làm chuyên nghiệp lắm, mẹ tôi mua sẵn 2 xì luôn má, về gọi cho tôi nào mà lấy khăn bỏ lên đắp này nọ, chí chết đầu không thấy, thấy tao xỉn luôn. Đắp lên xong cái xỉn tới nơi luôn rồi, hết chí chứ má, dẫn hoài. Cái éo gì trên cái mic vậy Hiếu ơi? Rất nhiều các bạn đã nhầm lẫn, đây là cái chiếc quần xì chúng ta quấn cái microphone, nhưng các bạn đã nhầm lẫn rồi, thì cái này không phải là cái quần xì nha các bạn ơi, này là cái quần đùi, là quần đùi của bé heo nha mọi người. Mấy bữa cái hả tôi nghe bé heo nói chuyện với bà ngoại, bà ngoại ơi, ha, cái quần đùi con đâu? Bà ngoại nó ngoại cũng biết nữa, sao mà biết đâu? Không bao giờ biết. À, để tôi kể mọi người nghe câu chuyện này nha. Tại bình thường á, mình người lớn mình nói chuyện sao thì con nít nó sẽ bị như vậy. Bình thường thì nhà Khiếu là dân chợ búa mà, cho nên là kiểu như nhiều khi là nói quạt tẹt, nó trắng ra luôn á. Thì đa số bình thường kiểu như là nhà của tôi á là ở 6 người, không tính nít đi, là ở 6 người nha. Thì ở 6 người như vậy mà chỉ có một cái nhà vệ sinh thôi, cho nên là đôi khi là nó sẽ bị kiểu như là bị đông á, bị quá tải á, nên là phải chờ. Thì mẹ của tôi cũng hay nói là trời ơi Hiếu ơi, tao đợi mày á tắm xong mà tao ỉa trong quần luôn á đó. Kiểu như là mẹ tôi nói vui vậy thôi, nói như vậy thôi. Thì cái lần đó thì bé heo nó cũng vậy, thì nó cũng đang ở ngoài nó đợi là đợi để vô, nó đi vệ sinh, nó cũng đau bụng, nó cũng mắc ỉa đó. Cái là nó ở chuồng nha, nó không có bận quần, cái ở chuồng ra cái cũng đợi vậy, cái nó nói trời ơi cậu Hiếu ơi, con đợi cậu Hiếu tắm xong mới con ỉa trong quần luôn á. Cái tôi hỏi nó, ủa con có bận quần đâu? Cái nó nói là sao thôi.
Bà ngoại ơi, cậu hiếm chọc con. Dạ hoài má, không ai làm gì hết trơn. Chỉ hỏi thôi là con có bận quần không? Không bận quần sao em quần được, giỡn hả? Giỡn mặt hả? Giỡn mặt hả? Thường thủ Đức muốn nói gì nói, không có đâu. Nói là mình là phải sửa cái nết cho nó từ sớm, hiểu không? Mình phải sửa cái nết cho nó từ sớm đó mua má. Giỡn mặt hả? Bà lớn, bà đặt nó dốc, nó láo. Để kể cho nha. Mấy lần thì tôi có gặp được bạn cấp 3 của tôi trên cái quán ở bên gần trường á, thì có gặp ở đó. Thì xong cái là nguyên một đám cũng đang nói chuyện vui vẻ, đang nói chuyện rất là friendly đồ này nọ cái kiểu. Cái có một cái ông đó là ông đi đâu từ rất lâu rồi, xong cái ông mới về, thì bây giờ mới có dịp gặp lại, cũng lâu lắm rồi không có gặp ông. Cái ông có gặp, cái ông hỏi tôi là trời ơi, mấy lần thấy nổi tiếng quá trời đồ này nọ luôn, cái kiểu không ngờ hả, có bạn idol đồ cái kiểu đấy. Nhưng mà sao dạo này không có thấy livestream nữa hả? Bộ nghỉ live được hay sao không có thấy xuất hiện nữa? Đau. Mình vẫn like mỗi ngày mà ông nói với mình là sao dạo này không có thấy mình lại chim nữa. Bộ nghĩ ra hả? Đây nè, ở đây nè, đau quá, nhấu vô đây nè. Tôi đành lắp liếm với ông, tôi nói với ông là ha, dạo này ha, bận bịu quá nên là không có like nhiều quá. Hỏi bận gì vậy? Tôi bận gì kệ tao. Hồi đó đi học trong lớp tao cũng có ưa mày rồi, tao nói thiệt á. Hồi đó đi học trong lớp tao cũng có ưa mày. Tao mà biết nay mày về tao có đi luôn. Chuyện có duyên thế nào? Đã mấy đứa bạn của tôi là nó biết tôi bị flop rồi, nó không có nói tới rồi. Thằng bạn tôi kêu biết đi. Mệt thiệt á. Hoài đi tao. Cái áo cho sinh linh đi đẹp quá đó Hiếu. Trời sao ngày hôm nay ai cũng khen cái áo đẹp cặp thiệt cái chứ. Cái áo lòi lăm nắp mà cũng cái đẹp hoài đi tao. Có mấy cái áo đẹp hơn nữa để bận lên cho. Cái áo của Thổ Nhĩ Kỳ nè má, để bận cái áo của Thổ Nhĩ Kỳ cho. Và tôi xin flag nhẹ với mọi người là cái áo Thổ Nhĩ Kỳ này là một trong những cái áo mà tôi rất là tâm đắc lúc tôi mua ha. Thì tôi thấy cái lúc mà nó bán giá là 4.700.000 trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Chỉ có 4.700.000 trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Một chiếc áo hoàn toàn sản xuất tại Turkey. Turkey Thổ Nhĩ Kỳ 4.700.000. Cái áo hồi nãy giờ mới bận mà mọi người khen đẹp á, mua có 180.000 à. Áo Turkey. À, Thổ Nhĩ Kỳ 4.700.000. Mày cài nút hết đấy. Tukki thiệt đó má, bộ mua 4.700.000 đó má, không giỡn nữa má. Tukki 4.700.000. Ok, nhìn nó ok không? Vậy là ok không? Để biết bận. Không ok để bận lại cái nãy má. Bận 108. Sao tự nhiên bận cái này, cái tự nhiên thấy hối ngang. Ở đây thì bận nhiên, cái tự nhiên bận cái áo này vô xong cái tự nhiên cái bị hối ngang đó nè. Cái gu thời trang xứng đáng bị ế. Rồi đất ơi. Đẹp vậy mà chê má. Tukki đó má. Hello con Lê Khánh nha, con lâu sớp. Nhìn giống như mấy chú đi chơi đám cưới. Tôi kể mọi người nghe, tôi biết sao á, cái lúc mà tôi mới mua cái áo này nên là mẹ tôi không có biết, mà tôi ở nhà với gia đình với mẹ tôi mà, nên là mẹ của Hiếu có hay giặt đồ cho Hiếu. Thì mẹ tôi giặt xong á thì mỗi người sẽ có một cái khu đồ riêng, mẹ tôi xếp cái áo của tôi vô trong cái tủ đồ của ba tôi. Nỡ lòng nào mẹ tôi có thể xếp cái áo Turkey 4.700.000 này vô trong cái tủ đồ của ba tôi được. Rất là buồn mẹ. Ôi, tự nhiên tôi bật từ cái lúc tôi bật cáo này vô xong cái tuần phim á. Hầu như không có duyên với Turkey gì để bận cái là không, vẫn bận vậy sao bận vậy để nó bị hối nữa nè má. Nhớ mặt hả? Turkey dữ chưa? Mày đổi cái áo khác đi. Hay đổi cái áo cái nha. Để em Hiếu Thổ Nhĩ Kỳ đi đổi cái áo cái má. A few moments later. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về kinh kỹ cái câu chuyện này. Cái câu chuyện
cắt tóc rái tay giỏi. Nếu mà mấy bạn nào mà khái mấy bạn mà kiểu như là mấy bạn chưa biết á, thì ở trên quận 1 cái đường mà Hiếu đi nó tên là đường Trần Quang Khải, thì tôi nghĩ là mấy cái tiệm cắt tóc rái tay như bình thường á thì nó chỉ là cắt tóc rái tay thôi, nhưng tôi không biết những cái tiệm cắt tóc rái tay nằm trên đường quận 1 Trần Quang Khải trên đó đồ này nọ cái kiểu đó, thì những cái tiệm đó là những cái tiệm của những cái chị làm nghề, những cái chị mà móc rái tay á bên trái mà ngồi bên phải ha. Đây mấy bạn đây nè, mấy bạn đây, cái lỗ tai của mấy bạn đây, mấy chị đó choàng à, choàng qua, choàng qua đây để móc không, móc bên phải ngồi bên trái, móc bên trái ngồi bên phải. Cái xong cái lần đó là em Hiếu ba len của mọi người đi quay, tôi đang đi quay cho cái bên Hiếu đang quay cho bên access của hãng máy tính, thì cái lúc này là tóc của tôi rất là dài nên là chị quản lý nói là thôi em đi cắt bớt cái phần mái đi để có gì lên lên hình cho nó đẹp. Thì tôi nghe tới vậy thôi chị đợi em xíu, có gì báo là đợi xíu anh em đi khoảng tầm nửa tiếng rồi em về. Cái xong tôi đi kiếm cái tiệm đó, cái xong tôi thấy là cắt tóc mà nó còn để nữa má, nó còn để mở ngoặc nữa là chiên lấy rái tay giỏi. Tôi đâu có biết, tôi đâu biết là người ta lấy rái tay giỏi là người ta lấy cái gì đâu má, rất là giỏi, không có biết. Xong ở trên đó nó còn dán hai cái con bướm bướm nữa. Xong bây giờ tôi mới biết nha, nếu mà ở chỗ nào mà hoạt động mà người ta có để con bướm á thì là cái chỗ đó là mấy chị làm nghề đó, mấy chị làm nghề hơi cao đó. Xong cái lúc đó tôi đi vô, tôi mới thấy chiếc xe nào hết má, cái tôi bước vô, cái tôi mở cửa ra, cái tôi thấy tiệm cắt tóc, sao thợ cắt tóc đâu không thấy, sao thấy toàn mấy chị rất là giỏi bận quần đùi cơ mà. Cái tôi vô cái mấy chị chọc tôi nữa, tôi nói là mấy chị hỏi ủa đi đâu em, dạ em đi cắt tóc. Cái mấy chị nói ở đây mấy chị không có cắt tóc đầu trên, mấy chị cắt tóc đầu dưới không à, lại đây hả mấy chị cắt cho, giỡn hoài ní. Trời ơi chị vậy em không có ní, giỡn à, nhẫn mặt hả, cắt đầu dưới, cắt đầu dưới, chị ơi chị cắt đầu dưới cho em hai mái nữa cơ, mu lẹt đâu đó, nhẫn mặt hả, nhẫn mặt hả nè. Nên là mai mốt mai mà có đi mà lên mà trung tâm Sài Gòn mà có đi quận 1, quận 2 mà có thấy mà cắt tóc rái tay giỏi đồ á, cẩn thận nha má nha, coi chừng vô chồng mấy chị đẩy mu lẹt là chết á, mấy chị đẩy hai mái được, đừng có đẩy đá nữa anh Hiếu ơi, anh đẩy đẩy em đi. Trời ơi là trời ơi, ở đây có bao giờ mấy bạn bị gạ cho BD chưa, bị gạ cho BD chưa má? Má bữa đó tôi kiểu như tôi nhát, tôi không biết lỡ tôi biết chơi luôn ghiền luôn sao. Để em Hiếu ba len có mọi người kể cho mọi người nghe về cái câu chuyện gạ cho BD nha. Cái này là hồi trước á, hồi trước là trước cái vụ của cái thầy Lê Tùng Vân á, là em Hiếu ba len của mọi người cũng bị một thầy khác rủ chơi BD nha má, để kể cho nghe nè má. Lúc đó tôi học cấp 3 thì tôi có đi trên cái đường chợ gà. Mọi người đừng có nghĩ cái chợ gà là cái chỗ đó bán gà nên nó được gọi là chợ gà nha. Mọi người nghĩ như vậy là mọi người nghĩ đúng rồi đó. Thì có cái ông sư thầy đó, không nhớ là không biết phải gọi là sư thầy không, tại ông chỉ có bận cái áo tu thôi. Cái ông chạy xe máy, còn mình thì chạy xe đạp nên mình không có chạy lại ổng ha. Cái đang chạy chạy vậy đó, cái ông chạy lại gần, cái ông hỏi ủa em ơi, em học lớp mấy rồi? Nói dạ em học lớp 10. Cái ông nhìn tôi từ trên xuống dưới. Cái ông hỏi lắm hết á, ông hỏi gì đó tôi không nhớ, nhưng mà chung quy lại cái ông hỏi là em ơi cho anh xin Facebook đi để có gì anh liên lạc cho. Cái tôi nói là dạ Facebook em tên là Khổng Tử dẫn hoài. Không được nào đó tiếc, có đó lớp 10 em để Khổng Tử, em cái bạn nguyên lớp em cũng mang xếp hết, Khổng Tử tiệt dẫn hoài đi tao. Ông tưởng tôi chọc ông má, nhưng mà hồi đó cái Facebook tôi tên là Khổng Tử thì nha, không có giỡn, tôi không có giỡn, cái đó đặt tên Khổng Tử thì má đủ dốt ác. Xong cái nói không có, cái ông xin số điện thoại, nói cái ông xin số điện thoại tôi cũng không có, cái ông kêu là cái cho xin địa chỉ đi, cái gì chở đi chơi, nó đi chơi là đi chơi gì cho nội, chơi gì nữa trời lũ đít giỡn mặt ha, không có đi chơi bời gì hết. Ông ngủ đâu hả, dài xuyên suốt đường luôn á má, nghe sợ lắm, nghe gây go lắm.
nghe rất là gây go. Xong cái láng nữa cái tôi chịu không nổi nữa, tôi đi được tới gần cái chỗ trường cấp 2 á, thì cái lúc này là tôi cũng có hay nói chuyện với cao bảo vệ á. Cái tôi chạy cái tôi gần đó là có cái bà bán nước, mà cái bà mà bán bánh tráng trộn mà mọi người nhớ không, nhớ cái bà bán bánh tráng trộn mà cái 5.000 bánh tráng 45.000 yêu em không, bà đó. Tôi ra tôi nói trời cô ơi, cái ông này ông sao á ha, ông dụ con á, ông thầy gì mà ông nói gì tối gì đi qua nhà ông chơi gì ông cho ăn kalem gì, tôi ghê quá, ông nói gì cho ăn cái kalem gì không tan gì đó nè ghê quá, cô xử ông giùm con đi. Ra chữ rồi mới chữ nguyên một tăng luôn, vô nhiều lắm, như người ta ra chữ nhiều lắm, chữ một hồi ông mới chịu đi. Kalem không tan ăn nào hết má, giỡn mặt hả, kalem không tan nó ướp đá đi ăn, ướp đá 3 tiếng đi rồi tan, giỡn mặt. Hello con tớp bu xích nha, hello sếp, hello anh Hiếu Ronaldo. Ronaldo vậy chưa, Ronaldo dữ chưa. Ôi hồi trước đó, tôi đi đá banh, kể cho mọi người nghe nha. Hồi đó tôi đi đá banh đó mọi người, thì cái kiểu giống như là tôi cũng muốn chơi đá banh để cho mình kiểu mạnh mẽ đồ lên. Thì cái lần mà tôi đi đá banh lúc đó là hồi lúc trước là đá banh ở trong lớp, đá banh lộn, đá banh ở trên giường, đá lộn, đá banh ở trên sân, đá banh ở trên sân của sân trường. Thì sân trường thì tụi nó đá banh bằng cái trái banh 5.000, trái banh hơi, trái banh mà hai lớp mà mình còn phải chích nữa rồi mình thổi cho nó nặng nặng để đá đó. Đó thì lúc mà chơi cái đó thì em Hiếu ba len của mọi người là chụp vẫn được, tôi chụp một tay đồ này nọ. Xong cái qua sân cỏ lần đầu tiên tôi chụp á, thì tôi cũng nghĩ là cái trái banh sân cỏ nó nhẹ cỡ cái trái banh kia thôi, cái tôi chụp tôi một tay tôi chụp ra vậy nè, rồi đi bác sĩ Nghĩa bổ bột. Rồi đi luôn. Lần đầu tiên đá banh sân cỏ gãy tay luôn à. Còn thằng bạn tôi mới ngu má, ví dụ á mà tôi đi đá banh, tôi đi đá banh tôi chụp banh tôi gãy tay không tức, mà cái thằng bạn nó ngồi học chung với tôi hồi năm lớp 8, năm lớp 9 gì đó, tôi chép bài cho nó gần hết một năm trời luôn, tôi cay thằng đó lắm. Tôi chép bài cho nó hết một năm trời, tại vì nó đi đá banh nó cũng gãy tay, tôi chép cho nó xong xuôi hết. Cái tới lúc kiểm tra nó mượn tập của nhỏ lớp chủ nó photo, hỏi ủa sao vậy, tại nó kêu là chữ thằng Hiếu xấu quá tao đọc không được. Mà hả, tôi nghe cái câu chuyện, tôi nghe cái câu chuyện mà nó bị gãy tay á má, cười mệt. Nó kêu là nó đi đá banh bị gãy tay, xong cái tôi thấy mấy cái đứa đá banh chung với nó cái cười là tôi biết bên trong đó là có ẩn khúc rồi. Cái tôi có môi tôi hỏi, thì trước khi đó là nó đã nói với tụi nó là đừng có kể ra tại nó sợ quê. Nó không có đá banh nha má, nó đi coi người ta đá banh. Mà nó lái xe đạp, nó chạy xe đạp, mà giống như là xe đạp địa hình đó mọi người. Cái nó chạy vô cái sân người ta đá banh luôn. Cái nó chạy vô trong đó, khi người ta đá banh, cái người ta đá trúng vô trong cái xe của nó đó. Cái nó té từ trên xe đó, nó té xuống, nó chống tay, cái nó gãy tay. Dốt ác. Mình dốt ác. Xong rồi nó báo tôi nữa, nó phải báo em Hiếu ba len của mọi người chép bài cho nó gần một năm trời. Mọi người biết á, có biết cái lúc mà tôi chép cho nó xong cái vậy, cái tôi hỏi nó bộ mày không thấy tội nghiệp cho tao hả, cái nói hơi có nhiều cái khó nói. Hello bạn Võ Hoàng Sơn nha, hello em chị ông nâu 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 nâu, chị bay đi đâu con, đi đâu con, sao hè không Hiếu ơi, lâu quá không thấy. Trời, con này đâm bang thiệt luôn má. Mấy ông coi nè, tôi ghi bình luận nghe cho mấy ông coi đây nè. Nó chát nè, chị ông nâu 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 nâu, chị bay đi đâu, còn sao hè không Hiếu, lâu không thấy chị ông nâu. Mày con mình vô duyên, tự nhiên mày đang hát cái tao vô nhịp vậy, xong cái mày đi vô mày đi chát bình thường, mày mệt mày quá. Chị ông nâu mà còn á, chị ông nâu chích mày xưng, cái chích cái kia mày xưng lên cái giống như là xưng ba cái cục. Hát tiếng Trung bằng tiếng Việt đi sớp, tiếng Trung bằng tiếng Việt là sao sớp. Đờ mờ nó nói là nó chơi game từ 8 giờ rưỡi giờ tới 10 giờ luôn mà nó chưa vô game. Trời ơi, bảo vệ cục tính quá, cục tính luôn á. Người ta nói chuyện hồi nãy giờ mới có 1 tiếng rưỡi à, bởi vì thay đổi. Hồi xưa ấy, lên nói chuyện nhiều cũng không nói hết, giờ nói tới 1 tiếng rưỡi cái chuỗi rồi. Thay đổi rồi, không còn như hồi xưa nữa. Mà nói nãy giờ mới có 1 tiếng rưỡi chuỗi luôn. Kênh này kênh livestream game hay là kênh livestream nói chuyện không biết. One look, the heat is rising.
been cold for so long. One touch.